Em Thanh Mai xin mến chào tất cả các bác yêu mến hoa lan trên toàn quốc ạ. Buổi sáng hôm nay Thanh Mai lên lộn xộn thì thấy một số dòng hoa lan đẹp đã thuần trong vườn nhá. Đấy, thuần dân dã các bác về mình về sưu tầm nha. Đấy, đầu tiên thì Thanh Mai lên chia sẻ với các bác một chậu cái này là kiều mỡ gà Hà Giang các bác nhá. Hoa của nó đậm đậm mà nó mỡ đẹp lắm. Đây là mỡ gà Hà Giang. Đấy. Ngày xưa Thanh Mai mua giống đắt lắm, kể cả bây giờ cũng vẫn đắt nha. Đấy, chậu này em trồng trước này em trồng 3-4 bụi đó, 2 bụi này. Đấy, cây này đã thuần rồi xuôi các bác như mình nhé. Đấy, chậu này em để các bác giá là 199k thôi ạ. Lý cho các bác nhé, đang lên rất là đẹp. Chậu này sang năm thì to lắm này. Các bác này mầm gốc nó đang lên này, 1, 2 này, 3, 4, 5 này. Đấy, mầm gốc đang lên này, thân tơ này, thân hoa này. Chậu A1 199k. Rồi chậu A2 ạ. Đấy cũng kiểu mỡ gà nhá. Có hai chậu chia sẻ với các bác là 199k một chậu. Rất là đẹp. Cái này là nguyên bản từ rừng nhá. Về em thuần này. Chia sẻ lỗ đấy. Rồi em sang chậu A3 này. Cái này là một chậu quế trắng nhá. A3 là một chậu quế trắng này. Thì Mai chia sẻ là 250. Cái này chậu 250 các bác mình nhá. Đấy, A3 là 250 ạ. Thì cứ lên lộn xộn. À, cái cây này nó có nụ không nhá. Cây quế trắng này nó ra nụ rồi này. Không biết có mấy nụ nhỉ? Hai nụ các bác nhìn mình nhá. Đấy. A3 là 250 các bác mình nhá. Quế trắng tháng 8 các bác nhá. Đấy, quế lan hương thơm lắm. Rồi em lên A4. Nên lộn xộn các bác mình nhá. A4 là cái gì nhỉ? Nhạn 4N các bác nhá. Nhạn 4N cây thuần đẹp lắm. Đấy. Mít này. Giống này là giống mít nhá. Vừa rồi anh Mai chia sẻ toàn cây to rồi đấy. Đây, những cái cây bé còn lại. Chậu gỗ xịn các nhá. Gỗ này bền lắm. Đấy. Chậu A4 em chia sẻ với các bác giá là 499k nhá. A4 là 499k. Chậu này lúc trước Thanh Mai đặt là vào 75.000 một chậu. Chậu gỗ đặt đó. 75.000 một chậu. 499k nhá. Chậu A4 đẹp lắm. Toàn mít xu thôi. Giống nhạn 4N này là giống nhạn nó mít đấy, chứ không phải là mình ấy đâu. Cứ lên là nó mít. Rồi chậu A5 các bác nhá. Ôi cái chậu này, cái chậu đẹp lắm này. Trước Thanh Mai có chia sẻ với các bác này. Cát đài các bác nhá, cát trắng đài. Cái cây này hoa thơm lắm. Mở sai hoa, giá liên tục. Mặt hoa cát trắng này là trắng hết các bác nhá. Không phải là lưỡi đỏ nhung như cây hôm nọ đâu. Đấy, chậu này là chậu to. Ui rau càng cua các bác này. Nộm thịt bò ăn. Đây ạ, chậu A5 nhá. A5 chậu này Thanh Mai chia sẻ với các bác là chậu cát cổ này chia sẻ với các bác là 499k nhá. Chậu A5 499k. Mấy chục thân. 499k. Rồi em sang chậu A6 ạ. Có cả trâu các bác nhá. A6 ấy các bác nhá, Hoàng Tam Bảo này. Đẹp không này. A6 1, 2, 3, 4. Cây to lắm các bác nhìn mình nhá. 1, 2, 3, 4, 5 ngọn. A6 chậu to này. Thế Mai chia sẻ với các bác là 499k. A6 chậu siêu to nhé. Chậu này em bán cả triệu các bác nhìn mình ạ. A6 là 499k. Hoa vàng rất là thơm. Rồi A7 các bác nhìn mình nhá. A7 dáng thác đổ này. Các bác treo Mai nó đổ về một phía. Nó lại tự ngóc lên á. Nó tự ngóc lên mà. A7 Thanh Mai cũng chia sẻ là 499k nhá. Thanh lý hết đấy. Rồi A8 các bác nhá. À em lên cái chậu ám này. Còn sót lại một chậu. Chậu ám này nhá. Em treo nó vào ống nắng này. Cái này là ám thì đẹp lắm các bác nhìn ạ. Bông cong vút. Bông cong vút năm ngoái có chia sẻ với các bác rồi đấy. Ở chậu này thanh lý cho các bác nhìn mình nhá. 299k. 299k nhá. Đấy. Các bác về chờ cái nụ này nhá, đẹp cực lắm. 299k. Rồi còn cái chậu này, các bác lên là A10 giúp em nhé. Đấy, cũng ám mà chẳng biết ám gì, quên rồi. Chậu A10 này em để các bác là 99 à, là A10 hôm mai để là 90k nhá. 90k. Rồi hôm mai lên châu nhá. Cái chỗ châu này này. Các bác về bác yêu ghép thì về ghép nhé, nó là dễ này. Màu này là màu hồng cánh sen nhá. 1, 2 này, 3, 4 cây này, 5 này, 6, 2 cây to này,
À có một cây hồng sắc pháo nhá. Đấy, cây dưới đây hồng sắc pháo này. Cái dưới em móc ở chậu ra đấy. Tháo ở chậu ra. Đấy. Ờ, đây nhá, chỗ này. Chỗ này bác nào lấy chỗ trâu này nhá, hình mai để là 100k nhá. Để các bác ghép 100k. Đấy. Rồi, hình mai lên cái chậu trâu nữa này. Ô cái màu này đẹp dã man các bác nhìn nhá. Đấy. Các bác lên cho em vào chậu 1 nhá, chậu trâu 1 này. Chậu trâu số 1 này. Các bác cứ lên cho em là A11 nhá, A11 nhá. A11 là 90k. A11 là 90k nhá. A12 các bác này. Toàn màu đẹp. A12 nhá, 70k. A12 70k. To lắm các bác nhìn ạ. Rồi A13 các bác này. A13. Em này cũng là em hồng sắc pháo này. A13 các bác nhìn nhá, 90k. Cây to dã man. Rồi A14. A14 150k trâu rừng các bác nhá. A14 150k. Rồi các bác vào mua hàng Ngô Hà Lan Thanh Mai. Số điện thoại là 0372 094 157. Em xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.